cho nó hay chia hay sẻ là nó tìm hay kiếm đấy, tìm kiếm một nhưng cặp này hơi khó nó đấy. có không bao giờ gặp được đâu. Tìm kiếm Đấy, người một thì một có, người một thì cặp có. một thì không có. Em xin chào quý vị toàn thể và các bà con mọi miền trong nước cũng như là nước ngoài nhé. Ơi nghe đây rồi. Đây là em xin Anh chia không? sẻ Ừ, đang ở trên Hà Bắc. ở Hưng Yên. Thì qua như vậy là em ở thôn Văn Ổ, xã Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Thì coi như vậy là hôm nay có hai anh nó có bộ râu rất đẹp, em xin coi như vậy Dài là đây để coi chiêm ngưỡng lên mọi miền bà con, để coi như đây anh gây gây vâng gì gây râu như này đấy vâng gì đấy, các anh rất là coi như là khoái chia sẻ đấy hai anh. đấy Thì coi như vậy là đấy, thì để bà chào con quê chia hương sẻ thân đấy, yêu. quê hương thân yêu. Thì bà con chia sẻ coi là bộ râu là rất đẹp, để mọi miền trong nước cũng như nước ngoài để cùng coi như là kiêm ngưỡng, để hai anh là Vâng, đi xin cảm ơn vào ạ. may áo tế của ông Phúc. Ông Vâng. Phúc là may áo tế đấy bà con ạ. Thì là Quay quay lại đằng tí nữa đấy, đấy, thì chờ là hiểu đấy rồi. thì là Quay hai lại anh lần này, em quay đi quay thì lại. là vào hỏi thăm em, thì em trỏ vào nhờ ông Phúc, vì hỏi ông nhà Phúc ở đâu thì em bảo trỏ đi vào trong kia. Vâng, coi như vậy là em xin chia sẻ thế. Ok, Nhà chào mạng thân cũng ái đi. xin đấy các anh chào bà con. Chào Vâng, xin thân ái chào nhá, bà con chúc ạ. mọi người mạnh Đây, khỏe chúc sức vui khỏe vẻ nhá. Vâng, Mọi người cũng nhá. chào Cảm ơn xin anh. cảm ơn Vâng, vâng chào vâng ơn anh, chúc anh mạnh khỏe nhá. Vâng. Vâng đấy. Đấy, Cảm ơn vâng em. thế nhá.